Tú Thái Bình thua cặp đôi gần màn hình nha anh em. Vẫn còn thủ bành khá hay, cơ hội tấn công. Đặt lưới hay quá nhỉ, cơ hội tấn công. Tiếc quá Duy ơi, đập cầu ngoài mất rồi. Ăn do cầu. Thủ bành khá hay. Cổ tay quá khỏe. Cơ hội tấn công ngược lại. Đây là một đường cầu giằng co. Cầu ngoài sân. Ok, trận đấu chung kết bắt đầu. Chào mừng tất cả các bạn đến với trận chung kết đôi nam giải cầu lông vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc tranh cúp 3 sao đang được tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Phía gần màn hình cặp đôi Trần Đức Duy và Lê Duy Nam, phía xa màn hình cặp đôi Long Hùng Quảng Ninh. Vận động viên Hùng giao cầu. Điểm số đang là 1-0. Đập cầu ngoài sân từ Đức Duy, điểm 3-0. Vâng, cầu ngang rất tốt. Thế luôn Phạm Đức Quốc học loại lâu rồi anh ơi. Bắt bài rất nhanh từ Duy Nam nhưng bên kia vẫn thủ được. Một pha cầu tranh chấp với sức lực hoàn hảo. Vẫn thủ được. Cặp đôi Long Tô của Quảng Ninh thủ rất lì. Xin mời lái xe 98A2. Rồi. Tô giao cầu. Cơ hội tấn công. Sao lại 12 quả? Có 8 buôn chưa? Rất tiếc một phạt. Vào lưới mất rồi. Cầu lỗi từ Đức Duy. Nhưng mà trận đấu trọng tài chính Huy Tuấn cũng đã giao cầu Anh Tuấn. Bắt lưới rất chủ động, vâng, Đức Duy bọc rất tốt. Rất khéo léo. Một pha cầu rất thông minh của Duy Nam. Chung kết rồi nhá. Anh livestream vừa kết thúc xong đấy, em có thể xem lại. Vẫn bọc được. Vẫn còn ngoài sân. Tài thủ. Mọi người thấy điều đó không ạ? Cầu ngoài sân. Đánh lưới rất hay. Đánh lưới đánh du ngủ người xem. Cầu tốt.
Vâng, với những pha cầu 13-14, Đức Duy giao cầu. Cầu lỗi mất rồi, 15-13 cho tay vợt này. Đập cầu. Pha đập cầu của một vận động viên chuyên đơn luôn, đập điểm rất tốt. Chém cầu không qua lưới của Đức Duy. Đang lo chất lượng mạng kém thì anh em xem không rõ. Chém lưới rất hay. Vào tay cho lắm nên chưa có nhiều đằng cò rằng co. Đập cầu tốt. Rồi. Thôi đi ngủ đi các cổ động viên của chúng ta ơi. Phát cầu tốt. 21-14 chiến thắng. Cút dần đi là vừa. Chúng ta đến với xét đấu thứ hai trận chung kết đôi nam nào. Độ tấn công bật rất cao. Alo. Xét đấu thứ hai điểm không đều. Vâng, bắt đầu có vẻ trận đấu hay hơn rồi đây. Cầu ngoài sân. Hay quá. Điểm 2-0 cho Đức Duy và Duy Nam. Điểm số 2-0. Vẫn thủ được. Ôi, vẫn thủ được kìa. Một pha phòng thủ xuất sắc. Không còn rồi. Rất đáng tiếc. Trận đôi nam, Duy Nam đánh cũng hơi ỉu luôn. Đập cầu cắm thẳng người, rất tốt. Pha vặn sườn đập cầu sở trường của Duy Nam. Long Hùng của Quảng Ninh thắng. Trận đấu thứ hai điểm đang 3 đều. Đập cầu vặn sườn tốt của Đức Duy. Vẫn còn, hay quá nhở. Bắn lưới hay. Điểm 6-4. Cài cầu lỗi. Cầu hơi cao từ Đức Duy. May mắn là xem live stream nhiều quá nhỉ. Chào anh em Quảng Ninh nha. Vẫn thủ cầu được. Đức Duy lái cầu rất hay. Bắt lưới rất tốc độ từ Duy Nam. Cầu ngoài sân. Ok anh Thịnh Đặng, đây là giải vô địch các câu bộ mạnh toàn quốc, tranh cúp 3 sao nha anh ơi. 7. Hay quá nhở. Ăn rồi. Chiến thắng cho Duy Nam Đức Duy, 8 đều. Cao rồi. Đập cầu tốt, vâng, 3 pha đập cầu liên tục. Rất đáng tiếc cho tình Quảng Ninh và đôi Duy Nam của Bắc Giang và Đức Duy của Hà Nội các bạn. Vẫn thủ được. Ngoài sân, bỏ cầu chính xác. Vâng, bắt lưới rất chủ động từ Duy Nam. Thủ cầu lỗi, ăn giao cầu. Thủ bành khá hay. Cổ tay quá khỏe. Đi.
Cơ hội tấn công ngược lại. Đây là một đường cầu rắn co. Cầu ngoài sân. Đi thăm anh em cầu lông các tỉnh, đi giao lưu tí anh ạ. Rồi, liên tục những pha cầu cam giao cầu. Một pha cầu khá non. Ăn rồi. Vì Nam đập cầu rất căng. Hay quá nhờ. Cổ tay như cao su luôn. Đánh vào rồi nảy ra. Cài lưới lỗi thì Tuxi rất đáng tiếc. 13-15. Chị của anh ở chỗ nào anh nhỉ? Anh lên Facebook tìm. Vẫn không ăn thua. Non rồi. Vẫn chưa thể giành điểm. Mình ăn chưa kết đạn với anh nhỉ? Không sao, anh tìm sổ quát bằng badminton. Tìm. Đầu luôn. Phạt. Các vận động viên xử lý cầu rất khéo léo. Cổ tay khỏe nhờ. Đức Duy vẩy cầu ra ngoài rồi. Ninh. Cầu tốt. Vận động viên đội tuyển cầu lông Bộ Công an. Đức Duy là con trai của huấn luyện viên Trần Đức Dương, huấn luyện viên đội tuyển cầu lông quốc gia Việt Nam. Vẫn lên kìa, hay quá nhở. Một pha bắt cầu hụt của gì, tự nhiên thằng em của anh nó mất tích rồi. Bình thường cổ vũ nhiệt tình lắm. Thủ quá tốt. Alo, alo. Non rồi. Vẫn còn. Chuyền cầu rất tốt. 17-18 rồi. 17-18. 18 đều rồi. Cài lưới khá khó nhưng cầu lại đi ra ngoài sân. Quảng Ninh đông ghê. Toàn Quảng Ninh vào căn 12 thôi này. Ngoài sân. 20-18 cho Đức Duy Duy nào. Quả nữa là chết. Pha cầu cuối bao giờ cũng rất hay, các vận động viên rất tập trung. Ăn rồi. 21-18 xếp đấu thứ hai kết thúc, chiến thắng cho Đức Duy và Duy Nam. Vậy là chúng ta sẽ được xem xếp đấu thứ ba. Pha cầu lỗi 1-3. Anh kia thủ dài quá. Bên này bắt đầu loạn đội hình rồi. Bắt cầu ngang rất hay. Ấn tượng của cặp đôi đến từ Quảng Ninh. Cảm giác hai vận động viên của Quảng Ninh đang rất sung. Chém cầu tốt của Đức Duy. 26. Cao rồi. Vẫn lên, Duy Nam thủ khá hay. Tuy nhiên tình huống tì lưới sau thì lại không qua. Phản cầu chéo sân rất khó chịu. Đấy. Vừa nói đến phát cầu cái Duy Nam bị lừa luôn quả đấy.
Bên kia cảm giác họ sùng lắm rồi, 12 rồi. Độc tố tốt, 30. Wow. Bắt bài nhanh thật, người ta đánh tay trái, quả đấy là quả thuận tay. 4. Đập cầu vào lưới của Đức Duy. Bên Quảng Ninh đang sùng lắm anh em ạ. Nhìn là biết, hừng hực ấy. Còn bên kia đang rất ke tay, 13-4 rồi. Lúc này giải đâu. Nhưng giải này lại rất hay. Nó tùy vào phong độ và tùy vào giải luôn. Nếu mà đuôi nào đã nói mạnh hẳn thì đã vô địch liên tục rồi, ngoài sân. Đức Duy thủ hay quá nhờ, cơ hội tấn công ngược lại. Rồi, 73. Bình cầu hay thế nhở. Tí nữa thì qua. Ta giật cổ tay khá hay của Đức Duy. Ta vẫn thua anh. Mười một, 15, chỉ có 11. Thủ cầu rất xuất sắc từ Đức Duy, 12-16. Không biết cái live stream đấy có lưu lại hay không cơ. Facebook làm ăn chán quá hay nó giới hạn thời gian ly nhỉ? Trong sân Tú Thái Bình thua cặp đôi gần màn hình nha anh em. Vẫn còn. Thủ bành khá hay. Cơ hội tấn công. Đặt lưới hay quá nhỉ, cơ hội tấn công. Tiếc quá Duy ơi, đập cầu ngoài mất rồi. Đấu như này có thể biết là tinh thần của vận động viên tuyệt vời như thế nào. Pha về cầu rất chìm. Một pha cài lưới rất lắc của vận động viên Hùng Quảng Ninh, 19-14 rồi. Bên này khá lì. Bị em ngược lại rồi, 20-14 rồi. Địch giải đấu này rồi. Một điểm số nữa thôi. Bắt bài rất nhanh. Chiến thắng. Vâng. Xin chúc mừng cặp đôi Long Tô của Quảng Ninh đã đăng quang chức vô địch nội dung đôi nam lứa tuổi 14-30 giải cầu lông vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc tranh cúp 3 sao năm 2019. Chúng ta đến với xét đấu thứ 3 nội dung đôi nam 70+. Trận đấu giữa cặp đôi của Fly Power, cặp đôi phía gần màn hình, và đối thủ của họ là cặp đôi đến từ câu bộ truyền thông Bắc Giang. 13-9. Đập cầu tốt. Đập cầu rất tốt của Kiều Quang Thuyết.
rất nhanh, vẫn còn. Mười một, mười sáu. Long Tô cũng đánh cho đơn vị của Bắc Giang. Vẫn thủ được, rất hay. Đập cầu vào lưới rồi. 18-13 cho câu bộ Fly Power. Kiều Quang Thuyết giao cầu. Đội tấn công. Bên này thủ lì quá. Đập cầu tốt. Chẳng có đường nữa nhưng tình. Thủ hay thế nhỉ. Các chú đánh có kém với Thanh Liên đâu, vẫn với được. Ngoài sân, rất đáng tiếc. Tới cộng lại trên 70 nha anh ơi. 19-14. Rất bình tĩnh. Đã hay lại còn may, cầu lật lưới. 20-14. Ăn rồi, rất sung. 21-14, trận đấu thứ 3 kết thúc. Chiến thắng cho cặp đôi Kiều Quang Thuyết và Phương của câu lạc bộ Fly Power. Vâng, vậy là đây cũng là trận đấu cuối cùng của giải đấu rồi. Và Hùng sẽ ngay lập tức phải di chuyển về Hà Nội nghỉ ngơi. Và ngày mai, ngày kia, ngày kia sẽ tiếp tục live stream giải cầu lông học sinh sinh viên tranh cúp báo tuổi trẻ thủ đô ở nhà thi đấu quận Tây Hồ Hà Nội cho anh em thưởng thức. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đừng quên theo dõi cái trang Facebook Sport Hùng Badminton này của Hùng ở chế độ xem đầu tiên để nhận được thông báo mỗi khi Hùng live stream giải. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp mọi người vào live stream của ngày mai, ngày kia và ngày kia nhé.